rồi. Cái đấy sai rồi này. Cái đấy nó không được đẹp. Cái là đẹp, cái là đẹp. Thôi được rồi, con tì tay và viết đi. Mình viết chậm rãi thì nó mới đẹp chứ. Đấy, cái đấy là đẹp ấy. Cái đấy lại bị sai rồi. Viết đi, nhanh. Bình tĩnh thôi. Con phải tập trung rồi nhá. Đấy, phải tập trung viết thì nó mới đẹp.